lan đây là nó đau lên đây luôn. Ừ. Hai cái tay này nó rất là yếu, nó không nhức mà nó mỏi lắm. Mọi người biết gì không? Bị cái đốt sống lưng mà bị đốt sống cổ luôn. Nó làm cho hai cái chân yếu luôn. Hai chân yếu luôn. Bây giờ cái cảm giác yếu là sao? Ví dụ như lên thang lầu được không? Lên lên quậy lắm. Quậy lắm. Chân nó rất là quậy. Xin mời chị có thang lầu đi, chị đi lên được rồi. Dạ. Đi được. Đấy. Đấy chút xíu rồi chị lên chị. Đấy. Dạ. Bởi vì á là mọi người biết đó, cái đó nó chỉ cho thiệt. Mà nếu mà mình giãn ra được cái đó xong rồi mình hết vàng thì chạy thôi. Nghe khó khăn lắm ạ. Bây giờ nghe thấm tía rồi á. Bốt tay là tí mạnh rồi ha. Vì mà như cụ già 90 đấy hả chị? Đeo chứ. Mà cái đeo là tại vì mình không có hoạt động gì. Cô này mặt hôm nay mặt thì rất là trẻ nhưng mà đi như bà của một mười ba năm nay rồi, 13 năm rồi mà chữa nhiều nơi lắm rồi. Trời ơi, 13 năm nay rồi, rồi bây giờ quyết định là theo thậm chí liên tâm luôn đúng không? Nhà ở Phan Rang rồi bà chị có lên mạng á, bà cần cặp rồi bà nói em đi theo cái này đi, vô chạy em tập đi, em học đi. Nghe xuống dạy vô đây á. Phan Rang, Phan Rang là khu năm chữ gì đó nè. Dạ, nhà kinh tế gì hả? Ờ, gì hả? Dạ. Dạ, nghi nghi người này giúp đỡ, gì đó, ok. Rồi, tại kia. Mình mấy đau hết hả? Đã rồi hết. Ủa rồi học đây mấy ngày rồi? À mà thấy dễ chịu chưa? Thấy gì khá được gì chưa? Chỉ có ngủ thì nó hơi đã từ mất ngủ cũng mười mấy năm đây rồi. Ừ. Rồi mấy đứa con? Hai đứa. Ủa? Sinh đâu có nhiều đâu. Mình về mình ghi cùng vậy. Ờ. Ừ, đẩy nó làm gì? Làm gì? Trời ơi, chăn nuôi giá con heo 100 kg chết đó. À. Rồi nằm xuống. Cổ lưng rồi này kia. Nằm xuống. Nằm xuống đi. Nằm nữa nè. Rồi nằm đi luôn. Rồi nằm nghiêng. Khi mà mình bị cái cột sống lưng nó chèn á thì tự nhiên mà đi cũng không nổi. Thở cũng được. Thở cũng được. Đúng không? Rồi quay lại. Nghe rõ quá ha. Rồi quay đầu qua đây đi. Rồi quay vậy đi, ngồi vậy quay đầu qua nó.
rồi năm nữa, năm nữa. Rồi giờ cái chân lên đi xuống đó. Giờ nắng nó cũng đang trong cái phương pháp mình á, cái mà bấm thập chỉ á, là ngũ bội tâm tinh nó đau lắm, nó đau lắm. Nhưng mà cái lạ đó là khi mình bấm á, thì rất đau, nhưng mà khi mà nó hết bấm rồi đó thì cái chân mình rất khỏe. Thật ra mọi người chút xíu coi như này ha, tôi bấm ngũ bội tâm tinh xong á là đi lao lên kia ào ào, không còn vấn đề nữa. Đi sâu đi, đi sâu, đi sâu. Đi sâu đừng khóc, đi sâu. Đi sâu à? Nước mắt ai rơi, rơi dầm khăn. Lỡ tiếng yêu đương, nói chi anh đài. Đi đến ơi, nào đi, một chút làm gì? Bởi vì là gân lực hồi xưa giờ là hết rồi, em đau quá, đau quá, dừng, dừng quá, dừng quá. Làm cho hết hồn nghe không? Hồn dĩa lên mây. Bây giờ mình làm máy là hết. Phải dọa vậy mới sợ. Sao? Sao vậy? Rồi. Sao rồi? Nghe đẹp lắm rồi phải không? À, bây giờ là đi qua trên dòng, cái dòng lên trên dòng, rồi bắt đầu mới đi cầu thang. Đấy khác rồi đó, rồi đi nhanh lên. Đấy. Rồi, đi lên cầu thang luôn. Đi cho nó ra, mọi người ấm xong cái là... Không có dừng, không có dừng, không dừng cầu thang, đi lên thẳng lên luôn. Chạy rồi thầy ơi. Chạy anh luôn. Rồi, không có phiền, không có giữ gì hết á. Cái bình thường. Rồi, đó là... Sau khi mình làm cho cái thân rồi, sao rồi? Ghê, nhẹ lắm rồi hả? Dạ, nhẹ lắm. Đi chợ về, mệt lắm rồi. Mấy giờ nhẹ nhàng hết rồi. Chạy cầu thang chạy được không? Dạ, chưa đâu. Đi thôi, đi thôi hả? Nhưng mà thấy nhẹ nhàng rồi hả? Rồi, xin cảm ơn. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823.
Hà Nội và các khu vực phía Bắc. Điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.